80 các bạn nha. Phanh gấp. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bên cạnh của Duy đây là chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG các bạn. Đó, thì với cái chiếc xe này thì Duy cũng đã review tại showroom rất là nhiều rồi, cũng như là đã cho các bạn xem bên ngoài, bên trong nội thất của chiếc xe C180 AMG rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Duy sẽ lấy cái chiếc xe C180 AMG này để mà chạy trên đường, cũng như là Duy sẽ chạy lên trên đường cao tốc để mà cảm nhận cái sự êm ái, cái sự ổn định, cũng như là cái sự tăng tốc của cái chiếc xe C180 AMG này. Thì bên trong động cơ của chiếc xe C180 AMG là động cơ 1.5 lít các bạn, 156 mã lực cùng với cái hộp số tự động 9 cấp. Thì các bạn xem coi cái chiếc xe này nó có yếu hay không, hay là nó sẽ mạnh mẽ như thế nào. Đó, thì Duy sẽ cố gắng quay cũng như là cảm nhận một cách thật là khách quan cho các anh chị và các bạn đang quan tâm tới cái mẫu xe C180 AMG này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đường thôi nha. Trước tiên thì khi mà chúng ta lên xe các bạn thì chúng ta sẽ là chỉnh ghế ha. Trước tiên chúng ta phải chỉnh ghế cho nó phải vừa phải nha. Đó là những cái mà thao tác cơ bản rồi. Đó, đây công tác chỉnh ghế của chiếc xe C180 nó sẽ nằm trên cửa luôn, cho nên là các bạn sẽ chỉnh rất là thoải mái. Và cái tư thế thì các bạn ngồi làm sao mà cho nó thoải mái nhất có thể là được rồi. Vị trí vô lăng tầm cao cũng vậy ha. Cái này thì Duy cũng sẽ không có nói, và tất cả các anh chị các bạn thì lái xe nhiều, các anh chị các bạn cũng đã cảm nhận rồi ha. Và đây là cần số của chiếc xe C180 AMG nè. Khi chúng ta đạp thắng, chúng ta gạt xuống là đây là cái vị trí D là chạy tới ha. Chúng ta gạt mạnh lên thì nó sẽ là lùi. Đó, camera lùi nó sẽ hiện lên, cũng như là khi mà chúng ta đi xuống xe thì chúng ta sẽ bấm vào đây là parking. Đó, ok, bây giờ Duy sẽ lên đường ha. Thực ra các bạn, nếu mà các bạn lái chiếc xe C180 ở những cái cung đường trong thành phố các bạn thì Duy chắc chắn rồi, thì với động cơ 1.5 hay là động cơ 2.0 thì Duy nghĩ chắc là anh chị các bạn sẽ không có cảm nhận được cái điều đó đâu. Bởi vì là khi mà Duy vào số của xe C180 AMG này các bạn, thì Duy cảm thấy là một điều là nó hoàn toàn giống như cái chiếc xe C200 cũng như là C300 AMG. Nó sẽ không có khác, tại vì mình đang chạy ở tốc độ cũng khoảng tầm 40-50 cây số trên giờ thôi, thì độ trễ chân ga hầu như nó cũng sẽ không có luôn ha. Đó, thì một lát nữa khi mà lên đường cao tốc á các bạn, thì tăng tốc đột ngột á, thì độ trễ của chân ga cũng như là cái cảm giác tăng tốc của chiếc xe nó mới thể hiện rõ hơn ha. Thì đối với Mercedes-Benz đó các bạn, là hệ thống an toàn đó là tiêu chuẩn. Đó, tiêu chuẩn ở đây có nghĩa là chiếc xe C180 hoặc là chiếc xe C300 hoặc là những cái chiếc xe mà đắt tiền hơn, cao cấp hơn của những dòng xe Mercedes-Benz, thì về hệ thống an toàn nó cũng là như nhau các bạn. Đó, cũng là như nhau thôi ha. Có nghĩa là chiếc xe C180 AMG nó cũng sẽ có những cái hệ thống an toàn giống như trên cái chiếc xe S-Class. Chẳng hạn như ở đây là cái hệ thống phanh ABS nè, hệ thống cân bằng điện tử ESP nè. Đó, đó là những cái hệ thống mà hầu như là tiêu chuẩn của Mercedes-Benz luôn. Tất cả những cái mẫu xe Mercedes-Benz thì đều có những cái hệ thống trải nghiệm về an toàn đều giống nhau. Thì một lát nữa Duy cũng sẽ cho các bạn thấy cái hệ thống phanh ABS của Mercedes-Benz nó sẽ hoạt động hiệu quả như thế nào luôn ha. Đó, khi mà Duy chạy ở tốc độ cao nè, Duy sẽ phanh thật gấp hoặc là đánh lái gấp, thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe Mercedes-Benz nó sẽ ổn định như thế nào. Đó, thì với cái tính năng này thì Duy cũng đã demo, cũng đã cho những anh chị khách hàng của mình thấy rồi ha. Duy sẽ nói sơ về cái hệ thống phanh ABS của chiếc xe Mercedes-Benz nói chung cũng như là chiếc xe C180 AMG. Thì với cái hệ thống phanh ABS này thì Mercedes-Benz đã phát minh cách đây hơn 30 năm rồi các bạn. Đó, và trong vòng 1 giây hệ thống phanh ABS này nó sẽ nhấp nhả liên tục trong vòng 26 lần trên 1 giây. Đó, các bạn sẽ thấy là
cái tần số mà nó sẽ hoạt động nó cực kỳ lớn luôn các bạn ha. Và khi mà di đi ở tốc độ cao, di phanh thật là gấp á, thì các bạn sẽ cũng sẽ không thấy cái vệt bánh xe nó sẽ bị cháy ở trên đường đó. Còn nếu mà các bạn sẽ thấy mà cái chiếc xe nào mà phanh nó sẽ để lại cái vệt bánh xe ở trên đường, đồng nghĩa với việc là cái xe đó, cái hệ thống phanh ABS nó sẽ không có hoạt động một cách tối đa nhất có thể ha. Bởi vì khi mà cái chiếc xe của chúng ta nó bị trượt trên đường như vậy các bạn, thì nó sẽ coi như là đã bị bó cứng rồi, thì cái chiếc xe nó mới bị trượt. Thì khi mà bị trượt như vậy á các bạn, thì các bạn sẽ không có đánh lái được, cũng như là chiếc xe của chúng ta sẽ cái quãng đường phanh nó sẽ không có được coi như là tối ưu nhất. Ngoài ra thì ngoài cái hệ thống phanh ABS á, thì chiếc xe C180 AMG này lại được trang bị một cái hệ thống, đó là hệ thống phanh khẩn cấp BAS đó. Khi mà chúng ta đạp phanh á, thì một cách đột ngột á, thì chiếc xe C180 AMG này sẽ nhận biết được điều đó và sẽ gia coi như là tăng thêm cái lực phanh. Ok, bây giờ Di sẽ thử cho các bạn xem luôn nha. Thì Di sẽ chạy ở tốc độ khoảng tầm là 80 ha các bạn, và Di sẽ phanh thật là gấp nha. Cameraman cẩn thận nha. Tám mươi các bạn nha, phanh gấp. Thì khi mà Di phanh gấp như thế các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe của chúng ta hầu như nó sẽ không bị rung lắc, cũng như là người bên ngồi bên trong các bạn có thể là cảm thấy là không có phải là sợ. Bởi vì cái chiếc xe khi mà chúng ta chạy tốc độ cao như vậy, thông thường đối với những cái mẫu xe mà phổ thông không được trang bị những cái hệ thống an toàn coi như là tiêu chuẩn, thì chiếc xe của chúng ta có cảm giác là nó bị quăng đuôi ha. Đó, và Di khuyên các anh chị các bạn đừng thử nha, đừng thử cái tính năng này, bởi vì là nó cũng cực kỳ nguy hiểm đó. Thì nếu mà các anh chị các bạn nào đã từng sử dụng những cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi các bạn ha, thì các bạn sẽ thấy là cái hệ thống phanh của Mercedes-Benz nó cực kỳ an toàn luôn. Vừa rồi thì Di cũng đã thử cái tính năng phanh ABS của chiếc xe Mercedes-Benz C180 này rồi đó. Thì các bạn thấy ha, thì chiếc xe nó sẽ phanh cực kỳ hiệu quả luôn. Và bây giờ thì Di sẽ chạy thẳng lên trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây để mà trải nghiệm chiếc xe C180 AMG này ở cái tốc độ cao hơn, cũng như là chạy ở đường trường cho các bạn xem. Khi mà Di lái cái chiếc xe C180 AMG các bạn, thì cái cảm giác mà khi chúng ta ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe này ha, thì chúng ta cảm thấy là cái chiếc xe nó cũng sẽ không có quá rộng các bạn. Nó không có quá rộng nhưng cũng không có quá hẹp nữa. Nó cực kỳ vừa phải luôn. Đó, thì Di nghĩ là với cái chiếc xe C180 AMG này, nó cực kỳ phù hợp với lại những cái bạn trẻ ha, cũng như là đặc biệt là với những cái bạn mà những cái bạn nữ ha, những bạn nữ đó. Và lái chiếc xe C180 AMG này cảm thấy là một điều là nó rất là dễ dàng các bạn. Nó không có to, nó cũng không có nhỏ nữa đó, dành cho những cái bạn mà mới biết lái luôn thì nó cực kỳ tuyệt vời đó. Thì ngoài ra thì cái cảm giác mà khi mà chúng ta đánh cái vô lăng này cũng vậy các bạn. Cái vô lăng của chiếc xe C180 AMG này nó cũng không nặng quá các bạn, nó cũng không nhẹ quá luôn ha. Cái cảm giác mà khi chúng ta đánh nó cực kỳ thật luôn đó. Thì cái với cái cảm giác này là cái cảm giác của Duy thôi đó. Thì Duy sẽ cảm nhận cái chiếc xe này như vậy ha. Thì tùy mỗi người sẽ có mỗi cái cách cảm nhận khác nhau đó. Duy nghĩ là những anh chị các bạn nào mà đang quan tâm tới cái xe C180 AMG này, các bạn anh chị nên lái thử cái chiếc xe ha, nên lái thử cái chiếc xe C180 AMG này đó. Thì với cái mức giá của chiếc xe C180 AMG này thì nó cũng cực kỳ coi như là tốt, với cái giá là 1.499 triệu đồng thôi, thì các bạn cũng đã sở hữu được cái chiếc xe C180 AMG này rồi. Và hiện tại Minh Duy đang triển khai cái chương trình là chọn dẫn đầu ngưng do dự, có nghĩa là các bạn sẽ trả trước là 20% của giá trị cái chiếc xe này, thì tương đương với khoảng gần 300 triệu đồng đó. Thì các bạn cũng đã lấy được cái chiếc xe C180 AMG này các bạn đó. Thay vì là các anh chị các bạn là đang tính là mua một cái chiếc xe với cái mức giá khoảng tầm những cái thương hiệu phổ thông hơn, rơi vào tầm khoảng tầm 700 triệu, 800 triệu hoặc là dưới 1 tỷ đồng các bạn, thì Duy nghĩ là nó rất cận kề với chiếc xe C180 AMG này rồi. Đó, với số tiền trả trước là có khoảng 300 triệu đồng thôi, các bạn thấy không?
Đó thì Duy nghĩ đây là một cái chiếc xe mà đáng cân nhắc các bạn, đáng cân nhắc nha. Trong cái mùa dịch này thì các bạn biết rồi, tất cả mọi cái ngành nghề, mọi cái công việc kinh doanh đều cực kỳ khó khăn luôn. Và bên Duy thì sẽ không ngoại lệ ha. Bên Duy sẽ không ngoại lệ. Cho nên là các anh chị và các bạn nào mà đó mà đang quan tâm tới chiếc xe C180 AMG và muốn lấy luôn trong cái mùa dịch này thì bên Duy sẽ sẵn sàng hỗ trợ luôn các bạn. Hỗ trợ coi như là cái chương trình, các bạn sẽ thắc mắc là cái chương trình nó khuyến mãi như thế nào, thì với chiếc xe C180 AMG này Duy sẽ cũng không cần phải đưa ra cái một cái chương trình nào luôn. Các anh chị và các bạn cứ đến xem xe, lái thử xe, nếu mà các anh chị và các bạn thích cái xe C180 AMG này rồi thì bên Duy sẽ cân đối ở một cái mức giá mà bên Duy cảm thấy bán được thì bên Duy sẽ bán cho anh chị và các bạn luôn. Đó, để mà lấy cái chỉ tiêu, lấy cái doanh số trong cái mùa dịch này thôi các bạn. Đó, và ngày hôm nay là cũng là ngày coi như là rơi vào tầm giữa tháng rồi. Đó, còn khoảng tầm 2 tuần nữa thôi thì sẽ kết thúc tháng 6 này. Cho nên là các anh chị và các bạn nào đó mà đang quan tâm ha, thì Duy nghĩ là Duy sẽ đấu tranh với sếp cũng như là với công ty làm sao mà có một cái mức giá coi như là tốt nhất để anh chị và các bạn sẽ chọn được cái chiếc xe C180 AMG này. Hiện tại bây giờ thì Duy đang chạy trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây các bạn. Đó, và hiện tại tốc độ xe này là 80 km/h ha. Thì bởi vì là Duy mới vào trong cao tốc thôi. Đó, thì cảm giác chạy 80 km/h thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe C180 này hầu như là nó cũng sẽ rất là bình thường luôn các bạn. Nó cũng sẽ không có cảm giác gì mà cho chúng ta là cái cảm giác nhanh hết. Đó, hầu như là khi mà Duy chạy ở tốc độ 80 đây, đang mà chẳng trên tầm 90 rồi nè các bạn, gần 100 km/h nè, thì Duy thấy cũng rất là thoải mái luôn, không có cần phải như là ghìm tay lái hoặc là sẽ cố gắng điều khiển cái chiếc xe đó, mà là cũng giống như là khi mà chúng ta đang lái trên những cái đoạn đường thành phố thôi các bạn. Thì cái chiếc xe C180 AMG này nói chung cũng như là những dòng xe Mercedes-Benz nói riêng các bạn, thì khi mà chúng ta lái trên những cái đoạn đường ở tốc độ cao như thế này nè, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của chiếc xe đó. Bây giờ Duy là lái ở tốc độ đúng là 100 km/h nè các bạn, và hầu như là các bạn thấy không, Duy sẽ buông ta lái ra luôn và cái chiếc xe của chúng ta chạy, cái cảm giác nó rất là mượt cũng như là nó sẽ rất là ổn định luôn các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn nào đó đã lái những cái chiếc xe mà với cái thương hiệu mà phổ thông hơn các bạn, thì Duy nghĩ thì các bạn sẽ chạy một tốc độ cao như thế này, các bạn sẽ cầm chắc vô lăng ha, cũng như là phải kìm cái vô lăng lại để chiếc xe của chúng ta sẽ giảm cái sự chồng chền đi. Nhưng đối với chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này thì Duy chỉ vịn hờ vào ta lái thôi các bạn. Đó, vịn hờ vào ta lái thôi thì cái xe của chúng ta đã chạy nó rất là ổn định rồi, bởi vì là những cái hệ thống của chiếc xe, hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe cũng như là đối với cái tay lái của chiếc xe C180 AMG này, đây là tay lái trợ lực điện và biến thiên theo tốc độ. Ngoài ra thì với chiếc xe với tay lái này các bạn, nó sẽ có một cái hệ thống để giữ tay lái luôn. Đó, khi mà chúng ta đi qua những cái đoạn mấp mô hoặc là những cái đoạn mà nó giảm tốc các bạn, giảm tốc á, thì cái chiếc xe thay vì là cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ bị lắc vô lăng như thế này nè, bởi vì khi mà chúng ta đi lên những cái đoạn đường mấp mô mà thì xe chúng ta sẽ lắc như thế này, nhưng đối với chiếc xe C180 thì nó sẽ giữ cái vô lăng luôn và chiếc xe của chúng ta sẽ không có cảm giác là cái vô lăng nó bị lắc hoặc là chồng chền nữa. Nó rất là hay ở cái điểm này. Đó, thì đây là những cái điểm mà coi như là khi mà chúng ta trải nghiệm thực tế cái chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là chiếc xe C180 AMG này thì các bạn mới cảm nhận được cái điều đó. Đó, và bây giờ Duy sẽ thử là tăng tốc nhanh hơn, tăng tốc đột ngột hơn. Đó, thì bây giờ là ở tốc độ 90 nè các bạn. Đó, Duy sẽ chạy nhanh hơn nè. Tăng tốc thì đối với cái động cơ 1.5 này các bạn, nó sẽ chắc chắn một điều rồi, nó sẽ không có giống như động cơ 2.0 của chiếc xe C300 AMG được, bởi vì là cái C300 AMG nó được trang bị cái động cơ 2.0 lên tới là 258 mã lực luôn, cho nên là khi mà các bạn đạp ga các bạn sẽ cảm thấy cái C300 nó sẽ có cảm giác như là ăn ga liền. Nhưng đối với chiếc xe C180 này thì các bạn phải dễ chân ga một chút xíu, đó là một cái điều chắc chắn rồi các bạn, bởi vì là cái động cơ của chiếc xe của chúng ta chỉ có 1.5 thôi ha, và công suất nó 156 mã lực, và Duy cảm thấy là với cái động cơ 1.5 156 mã lực của chiếc xe C180 AMG này thì
Như vậy là quá tuyệt vời rồi. À, quá tuyệt vời rồi. Đó, một lát nữa qua cái đoạn thu phí này Di sẽ chạy nhanh hơn cũng như là tăng tốc ở một cái đoạn đường dài đó, cho các bạn thấy. Chiếc xe C180 AMG của chúng ta các bạn sẽ thiết kế một cái chỗ để chúng ta để thẻ ha. Mặc dù là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà Di cảm thấy là cái Mercedes-Benz họ rất là chú trọng vào khách hàng của mình ha. Đây. À, như vậy là xong. Khi các bạn lái xe trên đường trường hoặc là lái xe ở tốc độ cao trên đường cao tốc các bạn, thì cái việc mà khi mà chúng ta tăng tốc để vượt xe những cái chiếc xe đi cùng chiều của chúng ta, thì chiếc xe của chúng ta phải làm sao tăng tốc một cách nhanh nhất, thì như vậy nó mới sẽ đáp ứng được cái sự an toàn của chúng ta đó. Thì bây giờ Duy sẽ thử tăng tốc cái chiếc xe C180 này một cách đột ngột cũng như là vượt mặt xe khác nhanh, thật là nhanh ha, cho các bạn xem. Ok, bây giờ Duy sẽ tăng tốc nhanh hơn nha. Bây giờ đang đồng hồ đang là 100 km/h rồi, 1.2 rồi các bạn, 120 km/h. Nhưng mà khi di chuyển lên nè các bạn sẽ thấy là Duy chỉ cần là nắm nhẹ ta lái thôi. Đó, rất là hay luôn cho chiếc xe C180 AMG này. Đó, chuyển lên nè các bạn. Đó, 120 km/h mà khi mà di chuyển lên đó các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, thay vì là chúng ta phải giữ cái vô lăng thật là chặt. Đó, nếu mà các bạn lái những cái mẫu xe khác các bạn sẽ để ý cái điều này ha. Đó, bây giờ Duy sẽ tiếp tục tăng tốc nè. Khi mà Duy đạp ga, cái vấn đề mà trễ chân ga các bạn, nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy rõ là ở những cái tốc độ thấp rồi chúng ta tăng tốc đột ngột á, thì chúng ta mới cảm thấy là độ trễ của chân ga nó nhiều. Nhưng khi mà xe của chúng ta đang ở một tốc độ cao rồi ha, mà chúng ta muốn tăng tốc luôn các bạn, thì nó sẽ cũng sẽ không có cảm giác là cái xe nó bị trễ luôn các bạn. Đó, tăng tốc coi như là khi mà Duy đạp ga thì nó sẽ tăng tốc lên tức thời luôn. Đó, bởi vì xe của chúng ta đã có trớn rồi các bạn nha. Đó, thì đối với cái chiếc xe C180 AMG này thì cái động cơ 1.5 thì Duy thấy như thế này nó quá hiệu quả rồi các bạn, cực kỳ hiệu quả luôn. Và mức tiêu thụ của chiếc xe C180 AMG này, nếu mà chúng ta chạy trên cái đường trường hoặc là đi đường về tỉnh các bạn, đi đường tỉnh ha, đường quốc lộ, thì các bạn sẽ thấy là cái việc tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó sẽ rơi vào tầm là 7 lít trên 100 km. Thì như vậy thì nó quá là tiết kiệm cho một cái chiếc xe mạnh mẽ như thế này rồi. Thực ra là với từng mẫu xe của Mercedes-Benz các bạn sẽ cho những cái trải nghiệm khác nhau. Đó, chúng ta không thể nào so sánh chiếc xe C180 AMG này với một chiếc S-Class được ha. Và không thể so sánh chiếc xe S-Class với lại chiếc xe E-Class được đó, bởi vì mỗi dòng xe với mỗi mức giá khác nhau nó cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Nhưng Duy nghĩ là với cái mức giá là tiệm cận với những cái chiếc xe phổ thông, thì chiếc xe C180 AMG này sẽ cho một cái cảm giác lái mà với những cái thương hiệu mà phổ thông hơn cũng rất là khó để mà so sánh được các bạn. Ngoài ra một điều các bạn, khi mà các bạn chạy chiếc xe ở trên đường cao tốc hoặc là chạy ở tốc độ cao các bạn, thì cái việc mà đối với chiếc xe C180 AMG này được trang bị cái lớp xe là lớp run lát các bạn, thì nó cũng sẽ an toàn hơn cũng như là yên tâm hơn cho người lái xe rất là nhiều. Các bạn biết xe lớp run lát rồi các bạn ha, thì lớp run lát thì cái lớp nó sẽ khi mà chúng ta cán đinh á, thì nó vẫn tiếp tục chạy được, cũng như là bên trong của lớp xe thì hai bên thành lớp được gia cố cao su chịu lực ha, rất là cứng luôn. Cho nên là khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao mà trong những cái trường hợp mà bị nổ bánh xe hoặc là bị mất áp suất đột ngột đi đó, cái xe của chúng ta coi như là không thể nào mà đối với những cái lớp xe thông thường các bạn thì các bạn biết rồi ha, nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Cái xe của chúng ta có thể là bị nghiêng xuống hoặc là bị mất lái. Thì đối với cái chiếc xe C180 AMG này được trang bị cái lớp xe run lát, thì cái việc mà khi mà các bạn chạy trên đường cao tốc mà các bạn cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều luôn. Đó là một cái rất là hay luôn các bạn.
đó. Thì cái lớp xe Runlast các bạn, có rất là nhiều những anh chị nói là nó sẽ ồn hơn các bạn ha, hoặc là không có thích cái lớp xe Runlast đó. Nhưng mà đối với Duy, các bạn Duy cực kỳ thích cái lớp xe Runlast luôn, chạy nó yên tâm hơn các bạn ơi, an toàn hơn. Ngoài ra thì trong quá trình vận hành của một chiếc xe các bạn, thì những cái nút bấm, những cái tính năng về giải trí trên xe, hoặc là điều khiển về máy lạnh, hoặc là những cái tính năng khác các bạn, thì với chiếc xe C180 này các bạn sẽ thấy là hầu như nó cũng không có quá nhiều nút đâu các bạn. Và những cái nút bấm được thiết kế cực kỳ khoa học và cực kỳ logic luôn, và làm sao cho cái người lái xe, cái người dùng đang lái xe vẫn sử dụng một cách coi như là nhanh nhất cũng như là an toàn nhất có thể. Thì bằng cách là Mercedes-Benz sẽ thiết kế là những cái nút bấm ở trên cái vô lăng này các bạn. Đó, trên cái vô lăng thì các bạn sẽ thấy nhiều nút ha. Đó, thì Duy có thể là điều khiển tất cả những cái tính năng ở trên cái màn hình này thông qua những cái nút bấm ở trên này. Và khi mà chúng ta đang lái xe các bạn, chúng ta sẽ không có rời tay lái, cũng như là cái việc mà tránh cái việc mà sao nhãng khi mà chúng ta lái xe. Đây, khu vực này thì khu vực để chúng ta điều chỉnh máy lạnh của xe nè các bạn. Đó, nhưng mà các bạn biết rồi, máy lạnh thì chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng lên xe chúng ta cứ điều chỉnh liên tục đâu. Đó, hầu như là chúng ta chỉ chỉnh một lần rồi chúng ta lái coi như là xuyên suốt cái đoạn đường ha. Đó, những cái nút bấm chỗ này cũng ít khi sử dụng. Đó, chúng ta chủ yếu tập trung vào cái vấn đề mà lái xe. Về cái hệ thống đèn nè, nó cũng sẽ tự động bật lên cho chúng ta ha. Hệ thống gạt mưa tự động nó cũng sẽ tự động bật lên chúng ta. Đó, đối với chiếc xe Mercedes-Benz thì hầu như khi mà chúng ta bước lên xe, chúng ta chỉ việc vô số là chúng ta tập trung vào lái xe thôi. Còn lại những cái tính năng nhỏ hơn, những cái tính năng mà lặt vặt khác, thì cái chiếc xe của chúng ta cũng sẽ tự động thay chúng ta làm việc những cái việc đó. Đó, thì với một cái đoạn đường mà trải nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành đó các bạn, thì ít nhiều Duy cũng đã cho các bạn thấy được cái sự vận hành của chiếc xe C180 AMG này ha, để mà được trải nghiệm thực tế cũng như là biết thêm chi tiết về cái dòng xe Mercedes-Benz nói chung, cũng như là với chiếc xe C180 AMG này. Thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như những cái chương trình khuyến mãi từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.